Xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn thủ tục đăng ký Tokukei-gino. Và nhiều người nghĩ rằng visa Tokukei-gino thì đòi hỏi cao hơn và quyền lợi dành cho người lao động tốt hơn, thì quy trình thủ tục đăng ký tham gia thì sẽ khó khăn hơn. Và tuy nhiên thì thực tế thủ tục đăng ký lại không quá khó khăn nếu như các bạn phù hợp với chương trình này. Tokukei-gino là một chương trình mới tuyển dụng lao động nước ngoài đến đất nước Nhật Bản làm việc, và tùy theo đối tượng ứng tuyển là đang ở Nhật hay là ở nước ngoài mà thủ tục tương ứng thì cũng sẽ được chia làm hai loại. Và trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn đó chính là trường hợp đối với những người lao động nước ngoài đang sống ở Nhật. Và trường hợp các bạn là một du học sinh hay là thực tập sinh ở Nhật mong muốn đăng ký visa Tokukei-gino thì các bạn phải tự chuẩn bị hồ sơ và trực tiếp đi lên cục xuất nhập cảnh địa phương nơi các bạn đang sinh sống để chúng ta xin chuyển đổi sang loại visa này. Và nói về thủ tục đăng ký visa Tokukei-gino thì các bạn sẽ cần lưu ý visa này sẽ cấp mới theo thời hạn 1 năm hoặc là 6 tháng hoặc là 4 tháng. Chính vì vậy thì các bạn sẽ phải chủ động lưu ý thời hạn để chúng ta có thể xin gia hạn khi sắp hết hạn visa này các bạn nhé. Vậy là trong video hôm nay thì mình đã chia sẻ với các bạn thủ tục xin visa Tokukei-gino đối với những người lao động đang làm việc tại đất nước Nhật Bản. Và các bạn nếu như có những thắc mắc hay là những câu hỏi nào xoay quanh thị trường Nhật Bản cũng như là các thị trường xuất khẩu lao động khác thì các bạn hãy theo dõi các video trên kênh của mình nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.